Cho chị hai cũng nữa lên đến bao nhiêu thì nó nổ được? Tùy máy á, tức là nó sẽ có một cái cách để em với tôi dùng để chặn lửa đấy. Và em dùng những cái mẻ thủ công để dùng để chặn lửa, còn cái sắt thủ để dùng để to. Thì ví dụ có những loại hạt thì nó có cái đo nhiệt độ hoặc là đo người hoặc là đo nhiệt độ các đồ vật thì có được. Cái đấy nếu mà là cái loại mà dùng tia thì nó sẽ khó. Đến lúc nổ thì nó sẽ biết là cần bao nhiêu lâu để bỏ ra. Anh có thể cho vào, em lôi ra, em nhìn màu, biết cái độ cần sáng màu thì chúng ta để sáng màu để bỏ ra. Cần đậm hơn. Chưa nổ thì có nghĩa là mình đang bị thiếu nước. Nước đã thì được. Lần sau nữa mình ra thì mình phải chỉnh lại. Nước nguội. Thì cái cà phê này nó nhạy. Nên dừng đoạn này. Nó biết. Ai uống cái này không? Càng sử dụng nhiều thì càng ra nhiều, anh nhìn đi lại. Hơi đậm ấy. Cứ để đông nguội cũng được. Cà phê này dùng hạt Brazil.
nó còn giấy không từng cái điểm anh tự nhớ lại à.